Mộc Châu là một huyện miền núi nằm ở phía đông nam tỉnh Sơn La, cách thành phố Sơn La hơn 100 km. Đây là địa bàn sinh sống từ lâu đời của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, là nơi hội tụ các bản sắc văn hóa truyền thống vô cùng độc đáo. Một trong những lợi thế của huyện Mộc Châu là phát triển du lịch. Với tiềm năng du lịch phong phú, các sản phẩm du lịch đã đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách, nhất là các sản phẩm du lịch thế mạnh. Mộc Châu đã hình thành nhiều loại du lịch mang bản sắc riêng. Thác Nà Bó xã Hua Păng nằm cách trung tâm huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La khoảng 35 km. Điểm du lịch này được ví như nàng công chúa ngủ trong rừng, với vẻ đẹp hoang sơ, đầy quyến rũ như một bức tranh thủy mặc giữa núi rừng hùng vĩ. Thác Nà Bó là một trong những thác còn hoang sơ tại Mộc Châu. Theo người dân địa phương, thác được hình thành từ khe suối có đầu nguồn là một hang nước ngầm từ núi đá chảy ra. Thác ở độ cao hàng trăm mét đổ xuống, qua nhiều tầng tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Đứng từ xa quan sát, thác Nà Bó như một dải lụa trắng bắt qua thảm thực vật xanh giữa núi rừng Tây Bắc. Từ trên đỉnh thác cao vút, dòng nước thi nhau ào ào đổ xuống mạnh mẽ, tung bọt trắng xóa. Những bụi nước nhỏ li ti mềm mại phảng phất tựa như làn khói. Người dân nơi đây vẫn truyền tay nhau rằng những đôi lứa đang yêu nhau cùng lên đây tắm nguồn nước này thì tình yêu sẽ ngày càng mặn nồng và sớm nên duyên vợ chồng. Thác Nà Bó có nước quanh năm, nhưng sẽ đẹp nhất vào độ tháng 8 trở đi. Khi ấy dòng thác đầy sức sống như một bức tranh thủy mặc lung linh, huyền ảo giữa không gian núi rừng. Quanh khu vực thác Nà Bó, đồng bào dân tộc Thái quần cư đã nhiều đời. Vì thế, nơi đây còn lưu giữ được những nét văn hóa truyền thống, đặc biệt là hệ thống ruộng bậc thang hàng chục hecta. Vào tháng 10 khi mùa lúa chín, các thửa ruộng uốn lượn mềm mại như những tấm lụa vàng quấn quanh triền núi. Sắc vàng rực rỡ, cùng trải nghiệm gặt lúa với người dân bản địa trong vụ mùa vàng sẽ là dấu ấn khó phai đối với mỗi du khách. Với vẻ đẹp hoang sơ trữ tình cùng hệ sinh thái phong phú đa dạng, khu vực thác nước Nà Bó đang là điểm hẹn hấp dẫn của nhiều du khách. Huyện Mộc Châu đang hướng dẫn xã Hua Păng xây dựng nơi đây thành điểm du lịch mới trong tour du lịch khám phá Mộc Châu. Với vẻ đẹp nguyên sơ còn được lưu giữ cùng sự quan tâm đầu tư ngày càng bài bản, thác Nà Bó hứa hẹn sẽ là điểm thu hút nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm, một điểm đến hấp dẫn kết nối các điểm du lịch trong khu du lịch quốc gia Mộc Châu.